Chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của em nha cả nhà. Cô thấy cái thuốc không là cong dòng mà không rớt, anh thấy không anh? Vô đây nè. Nè cô này, đây là cho chị xem nè, chú cầm kéo nè. Chị thấy không? Đỏ lét luôn á. Tại thường chị thấy không, hút mà một xíu thì là cái tàn nó đã rớt rồi. Mà này là cong dòng luôn. Thấy không anh Minh? Ồ, cong lại luôn nè, rồi. Nè cái thuốc nó đang chú đang kéo một hơi thiệt ấy nè. Dạ. Không thấy hả? Thấy không? Thấy chưa? Chị thấy thấy đỏ đỏ không chị? Thấy không chị? Giống như có người kéo hút được cái đứa lên thôi. Mình cuốn linh lắm á. Đó, vậy thấy chưa? Đây có một chị khán giả cũng đang ngồi đây cũng thấy nè. Cái điếu này cũng vậy nè anh Minh nè, nhưng mà không bằng ha. Cái điếu này nè. Mấy bữa chị tin không? Có nhiều khán giả để ý lắm nghe, không là chú hút thuốc á. Không phải là riêng tụi em không nói không đâu, mà khán giả cũng tới đây nói là chú á. Đỏ đỏ thì thấy không? Kéo một hơi nè. Thấy đó, thấy chưa? Chị thấy đỏ không chị? Đó, anh thấy muốn đỏ kìa. Mấy bữa em nói này chú ơi, nếu mà là chú đang hút thì chú rớt cái tàn cho con biết. Em vừa nói với câu rớt tàn. Rớt liền. Có anh này thế nè. Bởi nhiều khi đó cũng dạ, là nói là hơi dừng rớt. Đó, nhưng mà anh thấy không? Chị hết rồi đó chị, hết cái thuốc rồi thấy chưa? Nhìn đúng ha, nhưng mà cái thuốc coi như là những chú ngoài hút mà để một tiếng thuốc rất là lâu luôn, hết thuốc nha. Mà sao cái này giống như là cái thuốc này là mình chén. Dạ. Dạ, chuyện gia đình đấy ha. Dạ. Đúng rồi, chuyện gia đình mình đừng muốn tới thế chị. Nói chung là chị biết đúng không? Nhưng mà chị nhưng giờ nè, bây giờ có sẵn chị đây nè, chị góp ý dùm cái cho những khán giả khi mà người ta đến đây á là mình nên là như thế nào, đừng có nhắc cái chuyện gia đình ha, sao đừng cho khán giả nhiều khi còn xem clip á, người ta đến đây người ta bức xúc. Bức xúc quá, nhiều khi người ta nói trước mộ. Cũng nói quá. Ví dụ ái mộ thì ái mộ, có nhiều người ái mộ làm sao mà giống như là nói nhập hồn rồi ngã lên ngã xuống, chị thấy cái đó cũng hơi quá. Còn cái vấn đề gia đình đó thì chị nhà ai cũng biết, người trong kẹt nó những người trong. Ví dụ như mà lỡ như sao có bức mình góp ý. Dạ. Lỡ như bức xúc quá thì đứng qua bên ha, chạy đi ra xa ra kia nói cũng được ha. Dạ. Hết người ta an nghỉ đi. Chứ tại sao cái người ta đã mất rồi, để hôm cho nay người ta an nghỉ đi, người ta đã một đời người ta cống hiến rồi. Thì bây giờ để an nghỉ đi, còn cái vấn đề người sống thì để cho người sống lo. Gia đình ta để cho lo. Tại vì biết sao, em cũng kêu chị là góp ý giùm chứ không dài là em cũng góp ý nhiều quá rồi. Cho nên là sẵn chị là khán giả là chị góp ý công tâm nhất. Quá nhiều người cũng hơi ấy. Nói chung là giờ hơi phân quá xíu đi. Hồi nãy chị nói cái vấn đề mà nhập hồn nhà khác rồi đó, chị nghĩ cái đó có không? Chị cũng không biết. Hồi đó giờ chị cũng không biết. Chị chưa gặp. Không, cũng chưa gặp trường hợp đó. Cái hôm đó đó chị gặp, cái chị coi trên YouTube có thấy cái chị đó xỉu té lên té xuống rồi nói đó, nhưng mà sao chị thấy nó giả giả làm sao á. Giả hay chị? Chị cũng không biết làm sao. Cái thuốc rớt rồi ha. Lại sẵn mình quay vô mộ chú. Đúng rồi. Cho nó đẹp. Đó, chị cho đứng chị quay đây cho đẹp. Chị thấy bữa tối ở đây ấm cúng không chị? Ấm ha. Không thấy ấm cúng này. Không quá đẹp là sống cũng đẹp mà chết cũng đẹp. Ok. Có ít có người nghệ sĩ nào được không vậy? Không có sự tăng đan ha. Dạ. Gì hết. Mà chị thấy biết qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn hoa tươi, vẫn còn khán giả rồi, giống như là một cái hiện tượng luôn á. Mà không có cái vấn đề gì mà của chú mà để cho bà con quá phiền hà hết trơn hay chị? Ông xã kêu về rồi. Alo. Ông xã kêu về rồi. Rồi ok, về mời cho chị chị xin cái nhé ấy, có gì rồi gửi cho chị coi cái Zalo cái bạn Zalo gửi cho chị coi. Gửi cái clip nãy giờ quay á hả? Dạ. Sao chị? Ý là chị muốn kết bạn Zalo để gửi cái clip nãy giờ qua cho chị coi. Zalo chị xin số điện thoại cho có gì rồi cái không em cũng có để mà quên. Nó sao cái màn hình nó cứ đổi màu vậy? Được rồi, đừng có quá. Đó là chị khán giả từ Cần Thơ đó cô chú anh chị. Đi từ Cần Thơ lên đến đây luôn để viếng mộ cầu. Đến giờ trời cũng đã tối rồi cô chú anh chị. Bây giờ là cũng đã là 6 giờ tối rồi cả nhà. Đó, giờ 6 giờ rồi cả nhà. Đó.
cô chú anh chị. Khung cảnh buổi tối cho cả nhà. Mời cậu cô chú anh chị ơi, rực đèn luôn. Cả nhà. Chú chó đi nè. Chú chó đi. Ôi, dễ thương quá ta. Mới cạo lông hả chị? Mới cạo lông đúng không? Cả nhà. Nhanh trong cái thùng đó chị. Thì giờ khán giả nó đến rất là đông nha cả nhà. Hôm nay chiều lại mà khán giả đông hơn. Khán giả đến rất là đông nha cả nhà. Bây giờ là trời là tối lắm rồi. Đó. Đó, cả nhà nghe thấy tiếng vô. Đó. Có tiếng ve đó cả nhà. Đó, tiếng ve giống như rồi. Đó, ve kêu rồi cô chú anh chị ơi. Đó, cảnh trời tối tại mộ của người siêu tú Vũ Linh đó cô chú anh chị. Quay cho cô chú anh chị xem, trời tối rồi nhưng mà khán giả cũng đến để thắp nhang nè cả nhà. Cô chị từ Cần Thơ hồi nãy đó có quay cho cô chú anh chị xem đó. Cần Thơ đến để viếng luôn. Rất là trân quý. Đến để viếng mộ cậu. Đây là những tấm hình mới của cậu cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha. Có tấm hình màu xanh bên kia nữa, em có pin clip với cô chú anh chị cứ xem. Chứ có em có là em đâu cho ba vô có gõ đâu. Em hỏi qua liền, hỏi ba làm gõ làm gì liền á. Nói chung là cũng có không sao. Cả nhà. Đó, thì buổi tối cũng công việc. Dạ, chúc chị trên đường về Thượng Lộ mình ăn chị. Để đạo gia đình được thêm mắm nha. Là mắm con trai. Dạ chị ba. Tiếng đó tiếng gì ạ? Tiếng ve. Dạ chuông kia lớn lớn nhỏ tưởng đâu là có người chỉnh loa chứ. Dạ chuông, dạ chuông. Chuông kia. Chuông nó mài á, ông mài kia quá. Anh là từ đâu đến anh? Từ Sài Gòn. Wow, Sài Gòn luôn. Ủa sao đi buổi chiều 3 năm trong này. Có việc ra đi. À. Gia đình của cô nằm đây 10 năm rồi. 10 năm luôn. Wow. 3 4 năm. Vô đây chú đâu. Trời quý chứ cũng nha. Chú chó này kêu hay đi lên đây lắm. Kêu là lại chú Linh biết lại không? Bữa đó con chó là lại luôn á. À, hai cái mặt cười sân khấu, mặt cười qua mặt phô. Nó đại diện như là một cái logo sân khấu gì đó, sân khấu cái luôn gì đó. Thì bà con rất là khen luôn nha. Ai cũng khen đẹp hết luôn á. Chị vậy có xem thay đổi không? Thay đổi gì cơ á? Về hả cô? Chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nha. Con của mình ở Đồng Tháp. Ở Đồng Tháp. Nhưng mà con lên đây con ở đây. Ở Đồng Tháp không? Không, con nói chung là đi qua YouTube mà con. Đây là khung cảnh buổi tối. Đây là buổi tối mộ của ngày xưa Tú Vũ Linh rất là ấm áp nha cô chú anh chị. Hồi nãy là có đốt đi thuốc cho cậu Năm đó cả nhà. Giờ đi thuốc cũng đã cháy hết rồi cả nhà. Em có quay cho cô chú anh chị xem đó, như cậu đang hút đó cả nhà. Đi thuốc nó rít lên cháy rất là nhanh luôn cả nhà. Chưa tới một phút luôn mà đã cháy hết rồi cho cô chú anh chị. Đây là phía bên trong một của cậu. Thì hai bên đốt buổi tối cũng đẹp ha, buổi tối đâu đẹp anh ha, lung linh ha, lung linh đèn luôn, lung linh luôn. À. Thì, anh biết buổi tối có cái gì đặc trưng nhất ở đây không? Em đố anh. Ban ngày không có nhưng mà buổi tối là có một cái rất là đặc trưng. Đặc trưng là ở trong cái trước ngay chân chỗ cái bia mộ của chú là có những không, cái ánh đèn. Trong bia mộ chú thì lúc nào cũng đặc trưng rồi. Nhưng có ánh đèn đó là rất là nó phản chiếu vô á. Đúng rồi, cái bia thấy không? Từ cái bia thấy không? Phản chiếu vô rất là sáng ở trong cái bia của chú. Đúng rồi. Ừ. Đẹp ha, phản chiếu vô nè. Không rồi, khi anh nghĩ là khi mà làm
cái hình dưới cái chữ mạ vàng lên là sẽ nổi bật hết. Đúng rồi. Sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ mình cũng chưa biết nhà nào khác đó. Anh có nghe thông tin nhà nào khác không? Anh thì chưa nghe khác, nhưng mà chị Hồng Loan hình như là trên Facebook nói là trong vòng vài bữa nữa thôi. Vài bữa nữa thôi. Sau khi mà làm cái này, chủ yếu là làm cái này trước. Đó. Thì cái thông tin này thì mình cũng hên xui thôi quý chú chị á. Giống như nhiều khi là đang đợi đợi gì không, tự nhiên đồng cái là thiết kế cái khác. Nó bất ngờ không quý chú chị? Thấy không? Giống như mình cũng không nói trước được nữa. Thì đẹp ghê á. Tối lung linh. Để anh thắp thêm điếu thuốc nữa coi. Anh ngồi thắp điếu thuốc. Tối lại á, ở đây sẽ có một cái tiếng ve rất là đặc trưng luôn. Con để ý không? Anh để ý không? Ai tới cũng phải hỏi hết. Ai tới? Ồ, cái bữa đó là anh hết hồn hết lần đó, tự nhiên cái đang như của mình anh nè, không ai chứ, anh chia sẻ đây nè. Cái anh đi vòng đang chui vô trong cái mộ của chú, gần mộ của chú, đùng cái nó hú luôn cái anh bỏ chạy ra ngoài một có chạy không? Có mà anh chạy ra ngoài, anh nó kêu bình có đó, cũng nguy gan gì nè. Nhưng mà lâu chưa? Lâu lắm rồi, gần 2 tháng trời rồi. Chắc mấy ngày đầu đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đầu anh sợ lắm, nó đâu biết mấy cái con ve chuông này đâu, người ta comment vô. Khán giả comment vô nói ve chuông á. Ngộ ha. Ban ngày nó tiếng khác, ban đêm nó lại tiếng khác. Đúng rồi. Ve chuông là sao ta? Thấy lạ lạ. Ê, kêu như cái chuông mà nãy sao? Chuông lớn như cái chuông vậy á. À. Mờ tạt mờ chú Vũ Linh. À. Gió nè. Gió với con là Di Minh Vlog nè. Chú ơi. Đó, kêu to quá ha. Ừ. Đây là khung cảnh về đêm. Về đây là mộ của cậu Năm và của chú anh chị. Hai bên là hai hàng đèn cầy đốt để sưởi ấm cho cậu Năm. Đây hiện tại là đang đốt thuốc cho cậu Năm và của chú anh chị. Thì để xem cái điếu thuốc này. Nó mất nét. Đó cả nhà. Đó đi thuốc. Rất là đẹp luôn. Qua một cảnh ban đêm nữa cho cô chú anh chị mình xem. Hai mươi mấy ngọn nến lung linh. Đi vòng quanh đi, cái ngọn đèn. Hôm nay thì xung quanh có mấy ngọn đèn ra? Hai bên mỗi bên như sáu. 12, hôm nay có 12 ngọn đèn thôi. Ở trên bàn là mười mấy nữa, là 25-26 ngọn nến á. 26 ngọn nến thì ở phía trên đầu này có hai cây đèn đèn dầu cả nhà. Bị rớt ha. Cái khung nó bị gãy cả nhà. Chắc phải làm cái khung bằng kim loại chứ bằng khung bằng gỗ là nó không bền của chú anh chị ơi. Đó, cái khung bằng gỗ như thế này rất là dễ gãy. Đó. Trời cũng đang gió lắm của chú anh chị. Rồi. Thôi, đó là khung cảnh buổi tối ở nhà em quay cho cô chú anh chị xem. Đó, lung linh đèn luôn, rất là nhiều ngọn nến tại mộ của cậu cả nhà. Rồi thì đến đây mình cũng của vlog cũng xin dừng lại clip, mong là chú anh chị xem thấy hay để lại một like, một share, nhiều lượt đăng ký vào kênh em nha cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị nha clip tiếp theo.